Alexandre Đại Đế. Alexandre Đại Đế, ông được biết đến là vị vua, vị tướng giỏi nhất quốc tế. Ông sinh năm 356, mất năm 323 trước công nguyên. Ông trị vì đế chế Macedonia trong vòng 12 năm và chinh phục gần như hàng loạt chủ quyền lãnh thổ quốc tế mà ông biết thời gian ông đang trị vì. Ông là vị tướng được ca tụng là bách chiến bách thắng. Trong 15 năm liền cầm quân đi chinh phạt khắp nơi, Alexandre Đại Đế chưa từng một lần nếm mùi thất bại. Năm 20 tuổi ông đã chinh phục đế quốc Ba Tư. Ông thường được đứng trong cùng một danh sách với Napoleon Bonaparte, Julius Caesar và Thành Cát Tư Hãn như là một trong những nhà chiến lược quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!